Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Kim đi chợ châu Á Asia Go, cái tiệm tàu ở trên Manhattan đó cả nhà. Thì ở đây là mình có mình mua cái này là rau thơm với lại cái ngò rí này, là ở cái tiệm thổ kế bên nhà mình đây, là nó có 80 sen một bó thôi nha cả nhà. Đây là một 80 sen, hai cái một đồng 6, đồng 6 với lại bốn trái chanh này nữa, một đồng nữa là 2 đồng 6 cả nhà. Đó, bốn trái chanh này là cái chợ gần đây á, đó. Như là 25.000. Đó, 25.000 bó ngò, 25.000 bó rau thơm rất là ngon cả nhà, tươi mà lá to dễ sợ luôn á. Đó. Còn chanh này thì coi như là 25 sen trái. Đó, hai một đồng, bốn trái. Đồng bốn trái là 25.000 cả nhà, mà trái chanh nó to mà nó bự, nước nhiều ghê. Còn cái đây là mình mua ở gần nhà mình đó ha, cái chợ chợ thổ á, kiosk kế bên nhà. Còn cái này là tôm, tôm đỏ mà không có vỏ, không có đầu thì mình mua trong xã mình ăn, tại ảnh là biến lột vỏ là cái thứ nhất nè, chứ có đầu ảnh không ăn đó. Thì cái tôm này là 10 đồng một gói mà nó 400 gram thôi đó, 9 đồng 9 một gói mà 500 gram, nửa ký, không có vỏ, không có đầu, 500 gram đó. Là 10 đồng, là chạy như 10 đồng là 250.000 từ Việt Nam cỡ đó đó nha. Đó. Thì thị giá euro 25 đó. Còn cái hộp, cái hộp này là cane là mà cũng là tôm, tôm mà nó bỏ mani đó cả nhà, thì cũng 10 đồng một hộp, 9 đồng 9 coi như 10 đồng 250.000 một hộp. Đó, cái này là hai hộp. Đó là 500.000. Cái này là 250.000, 500.000. Cái này có 2 đồng mấy thôi. Đó. Còn cái hộp mousson này là mình cũng 9 đồng 9 nè cả nhà, một ký 9 đồng 9 là cũng 250.000. Mà cái con của nó to dã man luôn. Cái con của nó to lắm đó nha. Đây. Đó. Để lát nữa mình nấu lẩu. Đó là 750.000 là ba hộp này rồi đó. Còn cái nấm này là mình mua nó là 1 đồng 99. À, chạy như là 2 đồng 50.000 một bịch nấm như vậy nè cả nhà. Đó. Cái này cũng là đồng 99 là coi như là 50.000. Đó. Còn cái gừng này mình đồng 82, đồng 82 thì thường thường nó bán là đồng 82, cái này là 304 gram, đồng 82 cái miếng gừng chạy như là coi như là 45.000 đó, cỡ đó đó. Còn cái này là không phải tôm viên cả nhà, cái này là coi như là thịt con cua, con cua mà nó làm với lại gạch luôn cho nên nó đỏ cả nhà, là nó 4 đồng 59 sen, là chạy như 4 đồng 6, là 120.000 một cái gói như thế này nè cả nhà, 9 viên thôi đó. Còn cái cá này là mình mua nó 2 đồng 3 cả nhà, cái này 2 đồng 3 là chạy như là 53.000 đó, cái cá viên chiên rồi cả nhà. Bây giờ là cái bắp này là cái bắp này mình mua nó là 2 đồng 60 sen, lại là 2 đồng 60 sen là chạy như 55.000 đó cả nhà, 55.000 đó. 2 đồng đó là 50, 60 sen nữa là 53.000. Còn cái đây là cái gói này là mình mua nó về để giống như cái viên xô nước vậy cả nhà, mình về mình nấu nó lên, mình nấu nó cho đường để mình nấu nó lên ăn như viên xô nước vậy, nhưng mà nó bằng nó hoa hồng đó, như là viên xôi nước mà nó hoa hồng, nó làm từ hoa hồng ra cái này đó. Cái này đó xin coi chúng tôi đầu mua bao nhiêu, cái này một gói nó là 2 đồng cả nhà, 2 đồng nó tức như là 50.000 cái gói này, là chỉ mấy mình mua mấy cái cục này về để mình nấu chè xôi nước mình ăn, nó dạng như xôi nước nó mọc chi đó cái này. Còn cái rau tặng ô này là nó 1 đồng 32 sen, 1 đồng 32 sen là chạy như nó 52.000, 553.000 cái này đó. Nó chỉ có 330 gram thôi cả nhà đó. Đó. Còn cái này, cái hoành thánh này là mình mua cái này là 3 đồng 60 sen cả nhà, 3 đồng 59 sen, 3 đồng 59 sen là 75.000, 80.000 cả nhà, chưa được 877.000 cái này, 77.000 cái hoành thánh. Còn cái này là cái hộp ghẹ nha cả nhà, nó 800 gram, hôm đó mình mua một hộp mình ăn rồi, nó rất là ngon luôn mà nó ngọt lắm cả nhà. Đây nè, ghẹ mà người ta cắt ra rồi đó đó,
mình mua nó 9 đồng 9 chạy như 10 đồng là 250 ngàn đó cả nhà. Đó. Coi như là hôm nay mình tổng cộng mình đi chợ hết 70 đồng. Đó, 50 đồng, 70 đồng. Đó là coi hôm nay là mình mua là hết 1 triệu 750 ngàn. Đó nè, 1 triệu 750 ngàn bao nhiêu đây? Đó, cứ mỗi một gói này 250 ngàn. Đó, nó 9 đồng 9, 9 đồng 9, 9 đồng 9. Đó. Coi như 50, 100, 100, 50 rồi 500, 1 triệu. Cả thể là 1 triệu 7, 50 đồng đó cả nhà. Hôm nay á, cho còn cái gói hồi này nữa. Cái gói hồi này là 2 đồng 3 cả nhà. Thì 2 đồng 3 nó chạy như là 50, 51, 52 ngàn. Đó, có đó. Gói hồi nè, cánh hồi nè. Rồi, bây giờ mình đi nấu một tô bánh canh lên ăn. Đói bụng quá cả nhà ơi, đi chợ giờ đói muốn xỉu luôn. Đó, bây giờ mình xuống bếp nấu tô bánh canh nha cả nhà. Bụng giờ lục trong tủ ra có cái gì thì nấu cái đấy. Mình nấu một tô bánh canh ăn sáng. Cái nước này là mình nấu khoai tây, khoai lang với là cà rốt. Đó. Với lại cái nước luộc xương hôm qua mình nấu súp á. Múc nước này đổ vô. Cái này khoai lang nè cả nhà. Ăn tốt cho sức khỏe. Này, cà rốt. Đó. Rồi mực á, mình ướp rồi á, bây giờ mình nấu luôn. Đó. Đó, bây giờ mình sắc cái ngọn gai này vô. Đơn giản vậy thôi. Rồi có tô bánh canh ăn rồi. Ăn sáng rồi. Ở bên đây chứ đâu phải Việt Nam đâu mà đi ra cứ kéo ghế cái kêu cho tô bánh canh là có cả nhà. Ở đây mình phải tự mình nấu mình ăn. Nó khổ vậy đó. Bởi vì ở Việt Nam có tiền sống ở Việt Nam sướng hơn. Rồi. Làm xong, bây giờ mình cho vô một ít hành phi nữa. Đó. Mình mời cả nhà ha. Đó. Bánh canh này thì mình nấu cái bánh canh gói á cả nhà. Ngon. Nước cũng là vừa ăn. Sắc cho một chút hành ngò nữa là ok. Ngò nó hơi héo nữa nè, không làm nữa sao. Ngò này rau sống nổ ở đây mình mua về đó. Cái bắt đầu mình rửa sạch đi, lặt đồ đàng hoàng rửa sạch xong bắt đầu mình cho vô cái hộp lót giấy như mình để trong tủ lạnh đó hả, xài ăn 2 tuần cũng còn tư đó nè. Thì cái video này đến đây Kim cũng xin dừng nha cả nhà. Xin chúc cho cả nhà một ngày thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Nếu thích video của mình, xin cả nhà hãy like, share, bấm chuông, đăng ký kênh giúp mình nha cả nhà. Kim xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà video sau nhé. Bye bye.